đã là trẻ em thì phần nhiều đứa nào thì cũng hiếu động, nghịch ngợm hay trêu đùa, và tất nhiên không phải ông bố bà mẹ nào thì cũng đủ kiên nhẫn để canh chừng con cái. Mới đây, dân mạng đang nhiệt tình share mẫu chuyện cách một bà mẹ khiến cho hai đứa con nằm im hàng tiếng đồng hồ, điều đáng nói không cần dọa nạt hay đánh đập người mẹ này chỉ làm một điều rất giản đơn. Cụ thể, để kiềm chế sự tăng động của hai cô phụ nữ nhỏ nhắn bỏng của mình, cô Jessica the Entremont sống tại Massachusetts đã nghĩ ra một cách làm có 1:2 với bộ pyjama. Không cần dọa nạt hay đánh đập, người mẹ này đã làm một cách mà nhiều người không ngờ đến. Trong bức ảnh, hai nhỏ nhắn Hannelore 3 tuổi và Emma 4 tuổi đang nằm bất động, nhìn chằm chằm vào trần nhà để bộ pyjama của cả hai rất có thể xong quá trình sạc một cách tối ưu. Cách để lũ trẻ luôn luôn chịu nằm yên. Mua một bộ pyjama phát quang, nói rằng chúng cần nằm yên dưới ánh sáng để bộ quần áo được sạc. Đó là một trong những tiếng nói dối cần thiết. Để sống động hơn, bộ đầu ngủ sẽ được tránh tiếp xúc với ánh sáng khi không tồn tại lũ trẻ. Do đó, khi trở về, lũ trẻ cần sạc để hai bộ pyjama rất có thể phát sáng được trong bóng tối, lúc chúng đang ngủ, người mẹ cho hay. Cô Jessica còn cho biết, cả hai đứa đều bị rối loạn xử lý cảm giác, điều này khiến cho tôi luôn luôn bận rộn. Quá nhiều tiếng ồn xung quanh cũng khiến cho chúng hoảng loạn, lo sợ. Do đó tôi đã mua hai bộ pyjama, nói rằng nếu nằm yên để sạc thì chúng sẽ phát sáng trong bóng tối. Cách làm nghe có vẻ bi thương cười, mặc dù vậy đã khiến cho hai cô nàng nhỏ tuổi ngoan hơn rất nhiều. Mỗi ngày hai đứa con tôi đều thao tác làm việc đấy, chúng coi việc sạc trở thành một trong những phần trong cơ chế sinh hoạt, cứ đến thời hạn đó là chúng lại nằm im. Tôi cũng dùng một vài loại tinh dầu giúp chúng dễ ngủ hơn, từ từ hai đứa trở nên tỉnh bơ hơn trước. Jessica cùng hai cô phụ nữ Hannelore 3 tuổi và Emma 4 tuổi. Theo Mirror.